Xin chào, các bạn đang đến với câu chuyện Sói đi thành đôi do Đam Ý Tưởng Truyền thực hiện, tập 26. Hai người ngồi xổm ven đường, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cười tới không dừng được. Khu ngàn lao đảo chạy tới, ở đằng xa la lớn, túi đâu rồi? Ông già kia lấy rồi, Khu Dịch cười nói, vậy làm sao bây giờ? Khu ngàn dần giật quần bơi của mình, không có quần mặc rồi. Em là con nít thì ngại cái gì? Bị Nam vẫn muốn cười, ra ngoài sông bơi tới độ mất luôn quần áo, coi như là một kỷ niệm đáng đời. Cậu chọt chọt bụng của Khu Ngàn, anh với anh hai em mới đẹp nè. Khu Dịch cười đứng dậy, bơi thêm chút nữa đi, nhưng bơi xong không có đồ ăn đâu. Vâng à, Khu Ngàn đang hào hứng nên không để bụng việc không có đồ ăn, nhóc xoay người chạy trở về bờ sông. Tao cũng bơi thêm chút. Bị Nam nhìn chân mình, vừa rồi chạy không chú ý bàn chân bị đá cấn đau điếng, may là không rách ra. Xin lỗi, Khưu Dịch thốt ra một câu. Hả? Bị Nam sửng sốt, mày xin lỗi làm gì? Đi hồ bơi sẽ không bị mất đồ, Khưu Dịch cười. Đi hồ bơi đâu có vui, ta làm sao học bơi được giữa nguyên một đống người. Bị Nam đi về phía trước, nếu tôi cũng chôn túi của cậu thì được rồi. Sau khi cười xong, Khưu Dịch càng nghĩ càng bực nhíu mày. Thôi được rồi, Bì Nam với tay kéo Khu Dịch, một cái túi có là gì, ông già kia ăn mặc rách rưới vậy chắc nghèo quá hóa liều, cũng không mất thứ gì quan trọng, mày nghĩ nhiều làm chi, ra bơi tiếp đi. Khu Dịch không lên tiếng, hai người trở lại bờ sông, Khu Dịch ngồi xuống một tảng đá. Tôi nghỉ một chút, chịu hết nổi rồi hả? Bì Nam cũng nhìn sang, Khu Dịch duỗi thẳng chân, thấy hơi... Hơi gì, đau hả? Bị Nam sốt ruột quỳ xuống ngay chân Khưu Dịch, nhìn chằm chằm chân cậu ta. Vẫn chưa khỏi sao? Cậu... Khưu Dịch chống tay lên đầu gối, tay còn lại thì buộc miệng. Bị Nam nhìn bộ dáng nhìn cười không nổi của Khưu Dịch, rồi lại nhìn tư thế của mình. Đích thực là rất thành kính, còn thiếu điều dập đầu nữa thôi. Mày như vậy là không được. Bị Nam ngồi xuống, ta đang quan tâm mày mà. Không sao, Khưu Dịch sờ bắp chân, chỉ thấy hơi mỏi, có lẽ do lâu rồi không vận động. Vậy thì bình thường thôi. Bị Nam chỉ chân của Khưu Dịch, mày không phát hiện bên này không thô như bên kia hả? Hey, chân Khưu Dịch thở dài, sau đó từ từ nằm xuống bên bờ. Tôi phơi nắng, bồi bổ canxi. Bị Nam mặc kệ Khưu Dịch chạy ào xuống sông, Khưu Ngàn đang bơi dưới nước, cậu bơi tới lặn tìm bảo thạch với Khưu Ngàn. Lúc lặn phải nhả khí một chút, Khưu Ngàn hướng dẫn, nếu không sẽ nổi lên, sau đó dùng lục bơi xuống là được. Khưu Ngàn làm huấn luyện viên tích cực hơn Khưu Dịch nhiều, mỗi tội quá dòng dài, cũng may vì Nam đã có chút kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã có thể lặn xuống đáy sông với nhóc. Nhưng Khưu Ngàn quá thừa tinh lực, hoặc có lẽ là do ham nghịch nước, vì Nam chơi với nhóc chưa bao lâu thì đã thấy mệt. Cậu cầm 3-4 viên bảo thạch Khưu Ngàn tìm được nói, Nhi bảo, em mệt chưa? Chưa mệt. Khưu Ngàn xoay người nằm ngửa trên mặt nước. Anh nhìn nè, em có thể trôi như vậy đó. Em thật biết cách dạy vào người khác. Bị Nam đã hiểu tại sao Khưu Dịch lại nói tặng Khưu Ngàn cho cậu. Nhóc quả thật cứ như được gắn động cơ vĩnh viễn trên người. Cậu nhéo mũi của Khưu Ngàn. Anh lên bờ nghỉ một chút, anh giúp em cầm bảo thạch lên nhé. Vâng ạ. Khưu Ngàn nhắm mắt thả trôi trên mặt nước. Bị Nam cầm mấy viên đá mẻ lên bờ ném xuống đất. Khưu Dịch đang gối tay nhắm mắt phơi nắng, khe hé mắt ra. Không bơi nữa sao? Nghỉ một chút, Bị Nam ngồi xuống bên cạnh. Chân mày không sao chứ? Không sao, bây giờ không có cảm giác gì. Khưu Dịch gập chân hô hô. Thật không ngờ một gầy lại có thể đập thành ra như vậy. Bị Nam ngồi một lát rồi cũng nằm xuống. Sớm biết thế đá mấy cái được rồi. Vậy cầu tiêu đời là cái chắc. Khưu Dịch nói, ý mày là giờ mày khỏe rồi, ta cũng nên chuẩn bị tiêu đời. Bị Nam muốn néo người, dưới lưng có mấy khối đá lớn cấn chúng khó chịu vô cùng. Cậu nhích sang bên phải, khối bên phải lại cấn ngay mông cậu, cậu chỉ đành nhích sang phía Khưu Dịch. Nhích nhích tới khi áp sát vào Khưu Dịch mới tìm được vị trí bằng phẳng một chút. Cậu không thấy nóng hả? Khưu Dịch quay đầu qua nhìn bên Nam. Bên này không nằm được. Bị Nam cũng quay đầu nhìn Khưu Dịch. Mày chiếm chỗ bằng phẳng nhất rồi, chia cho tao chút không được hả? Cậu còn phơi nắng nữa, nó không chừng có thể nằm vùng trong đống than.
Khưu Dịch kề một tảng đá dưới đầu làm gối. Mày nói nhảm nữa, có tin tao đánh mày không, đồ cà thọt. Bì Nam tặc lưỡi, cũng mò một tảng đá kề dưới đầu. Tới luôn đi, tôi đang ngứa ngáy đây. Khưu Dịch cũng tặc lưỡi một tiếng. Bì Nam phì cười, cười hồi lâu thì mới do dự nói. Này, chuyện kia chắc mày biết rồi nhỉ? Chuyện gì? Khưu Dịch giơ tay lên đón ánh mặt trời, ánh nắng xuyên qua khe tay chiếu lên mặt cậu. Thì chuyện bọn Thân Đào bị thằng chó Phan chặn đánh. Bì Nam nói. Ừ. Khưu Dịch đưa tay trước mặt nắm thành quyền, dùng ngón tay chỉ trỏ bao lấy ngón cái. Ngón cái cử động lên xuống trông giống như cái miệng khép mở. Biết rồi. Má. Bì Nam bứt cọng cỏ nhét vào miệng. Mày thật ấu trí. Khưu Dịch cử động ngón tay, ăn cỏ xong lại đầy đầu khác, vào thẳng ruột sẽ ăn xong. Thôi bớt đi. Bì Nam tát phăng tay Khưu Dịch. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với mày, mày cẩn thận một chút. Bây giờ Phan Nghị Phong đang tìm người bên ngoài, không cùng đẳng cấp với trước kia đâu. Biết rồi. Khưu Dịch thả tay xuống, từ từ ngồi dậy, tay chống đất nhìn Bì Nam. Cậu tự lo cho mình trước đi. Có ý gì? Bì Nam híp mắt nhìn Khưu Dịch. Khưu Dịch lưng trần, gương mặt được ánh mặt trời phủ một tầng vàng nhạt. Tôi xử nó xong sẽ tới phiên cậu. Khưu Dịch cũng cười. Bì Nam không hỏi Khưu Dịch định xử mình thế nào. Dù sao trước đó cậu cũng đã từng nói, muốn đánh muốn đập, muốn chụp ba bố thì tùy, cậu sẵn sàng chờ. Biết đâu Khưu Dịch không định đánh cậu, bảo cậu dẫn Khưu Ngàn đi bơi 2 ngày là đủ làm cậu mệt chết rồi. Khưu Ngàn đúng là một bé trai tràn trề tinh lực. Bì Nam và Khưu Dịch nằm dưới ánh mặt trời, tới độ miệng đắng lưỡi khô, cũng chẳng còn tâm trạng hưởng thụ việc tắm nắng nữa. Vậy mà nhóc phấn cứ bơi qua bơi lại trong nước. Khưu Dịch thật sự không thể nhìn được nữa, cúi xuống nước túm tóc nhóc xách lên bờ. Em chưa thấy mệt nha. Khưu Ngàn còn tiếc hùi hụi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn bờ sông. Đưa tay lên xem đi. Khưu Dịch ngồi trên tảng đá nhìn nhóc. Khưu Ngàn giơ tay lên, đoàn cúi đầu giấu tay ra sau lưng. Ta em bị sao vậy? Chảy hả hay bị cá cắn? Bì Nam kéo tay Khưu Ngàn qua xem thử. Khưu Ngàn nắm tay thành quả đấm, không nhìn ra có vấn đề gì. Bì Nam muốn mở tay nhóc ra thì nhóc lại siết chặt lại, không cho cậu nhìn. Cậu đành ôm Khưu Ngàn ôm qua một bên, nhỏ giọng nói, lén cho anh xem tí nào. Khưu Ngàn hơi do dự, mở mắt ra, đầu ngón tay đã trắng toát, hiện đầy nếp nhăn lớn nhỏ. Anh hai, em nói. Khưu Ngàn nhìn Khưu Dịch, mấy cái nhíu nhíu này là do bị mất nước thì không thể bơi nữa. Vậy đừng bơi. Bì Nam buồn cười, cầm ngón tay nhóc. Bơi nữa là khô quắt bây giờ, chưa kể túi của anh bị ông già chạy như điên kia giật mất rồi. Nước với đồ ăn cũng mất luôn. Em cứ bơi tiếp, lát nữa khát nước anh đâu có nước cho em uống. Em xem anh hai em khát tới độ cả người trắng bạch rồi kìa. Anh ấy vốn trắng mà. Khưu Ngàn nhìn Bì Nam, thể lực của anh không tốt lắm nha. Hey, bị con nít bóc trần, Bì Nam cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại vừa muốn cười. Nhóc thúi này đáng ghét thiệt. Chúng ta không có đồ mặc rồi. Khưu Ngàn đột nhiên kịp phản ứng, nhớ lại một chuyện hết sức nghiêm trọng. Chúng ta về nhà thế nào đây? Mặc vậy về chứ sao? Không có đồ chứ đâu có phải không có quần mặc. Ông già kia chưa hốt luôn mày, máy giặt là may lắm rồi. Khưu Dịch đi ngang qua, lấy túi chôn dưới tảng đá. Nhưng mà... Khưu Ngàn lấy tay buộc đúng quần của mình. Đây là quần bơi nha. Ôi, chú ý quá nhỉ. Bì Nam nhìn không được phì cười, thắt chặt dây quần bơi của Khưu Ngàn, rồi lại chạy sang bụi cỏ bên cạnh, bứt một phiến lá to đưa cho Khưu Ngàn. Em dùng cái này che mặt, người khác sẽ không biết em là ai. Ồ, Khưu Ngàn thoáng do dự, cầm lá cây che trước mặt mình. Bì Nam bế Khưu Ngàn lên ghế sau xe đạp. Trong cuộn bơi của Khưu Ngàn có nhét di động của Bì Nam và Khưu Dịch, còn nhóc vẫn giơ phiến lá che mặt mình. Xuất phát như này hả? Bì Nam nhảy lên xe, nhìn Khưu Dịch bên cạnh. Khưu Dịch cũng nhảy lên xe, cúi đầu nhìn cuộn bơi của mình. Xuất phát thôi, nếu không làm sao bây giờ, cứ phủi đầu đạp là được. Chúng ta có bị chụp ảnh không đây? Bì Nam đạp một cái, xe chạy về phía trước. Không biết có ai báo với đài truyền hình có 2 thằng con trai trần truồng đạp xe trên đường không nhỉ? Chúng ta không phải trần truồng.
Khưu Dịch sửa lời cậu, chúng ta có mặc quần. Bề Nam kéo kéo khuẩn bới. Thật ra ta vẫn muốn nói, mày cũng còn đỡ. Quần của mày rõ ràng, ta mặc quần đen nhìn từ xa giống như không có mặc gì vậy. Hai anh đổ cho nhau là rõ màu luôn. Khưu Ngàn ngồi đằng sau giơ lá cây nói. Anh không đổi. Bề Nam buồn cười, thi thoảng nhóc này phản ứng cũng nhanh ghê. Anh không thèm cái quần tháng 3 đầu xuân kia đâu. Đoạn đường từ bờ sông về tới thành phố cũng tạm ổn, dọc đường toàn là đồng ruộng và thôn làng, không có người đi đường nào, thi thoảng có vài chiếc xe chạy lướt qua, mặc dù có một chiếc từ đối diện lái tới, lúc chạy ngang qua hai người bọn họ có bấm còi, nhưng ít ra cũng chỉ là chuyển trong tích tắc, chưa gây áp lực gì lớn cho hai người. Vào thành phố thì khác, đừng nói người và xe ngày càng nhiều, xe điện bình và xe đạp cũng bắt đầu tạo thành cục diện bao vây. Bề Nam chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, nhưng hình tượng bây giờ cũng làm cậu cảm thấy hơi xấu hổ. May mắn duy nhất là dáng người của cậu không tệ. Cậu liếc sang Khưu Dịch vẫn bình tĩnh đạp xe. Bề Nam đoán Khưu Dịch hẳn là người có sức chịu đựng cao lắm đây. Bình thường là chiếc xe màu xanh lục huỳnh quang đã nổi bần bật rồi, hôm nay còn phối thêm quần bơi tông xuyệt tông, màu da và dáng người hợp lại trông như sắp lên sàn catwalk vậy. Hai người bọn họ dính chùm vào một chỗ, chắc chắn là hai tên thần kinh nổi bật nhất trên con đường ngày hôm nay. Ta đón taxi nha. Bề Nam nhìn thấy xe taxi, tao thấy có người lấy di động ra chỉ về hướng chúng ta kìa. Đem hai chiếc xe đạp lên taxi được sao? Khưu Dịch cũng nhìn cậu một cái. Em khát nước. Khưu Ngàn ngồi đằng sau nói, vẫn còn giơ lá cây tựa vào lưng của Bề Nam. Về nhà uống nước. Khưu Dịch trả lời đơn giản. Nếu không dừng ở đây đón taxi đi, đón hai chiếc là được. Bề Nam giảm tốc độ. Em muốn uống nước. Khưu Ngàn lại nhỏ giọng rên. Em khát quá. Chúng ta sắp... Bề Nam dừng xe ở ven đường, chân chống đất quay đầu lại sờ đầu của Khưu Ngàn. Đang định nói sắp về tới nhà là uống nước được ngay, thì nhìn thấy cặp môi bong ra của nhóc. Mua nước cho em. Để tôi mua cho. Thấy Bề Nam xuống xe, Khưu Dịch cản cậu. Mày bắt mắt quá, vào tiệm chắc hù chết người ta, tao đỡ nổi hơn. Bề Nam cầm ví, thấy ven đường có một tiệm tạp hóa nhỏ nên chạy chậm qua đó. Chờ chai nước đi. Bề Nam ném tiền lên cái bàn trước mặt ông chủ, mở tủ lạnh lấy chai nước. Các cậu đây là... Ông chủ cầm tiền nhìn sang Khưu Dịch ở ngoài tiệm. Gửi sắt hai ba hạng. Sắt cái gì? À không, bọn cháu là người hợp kim titan ba hạng. Bề Nam có bản. Chú mau thối tiền đi, đang thi đấu đây, bọn cháu muốn giữ vững vị trí đầu. Người sắt ba hạng, ý nói về cuộc thi thể thao ba môn phối hợp, chạy, bơi, đua xe đạp, định sửa luôn thành ba môn phối hợp. Lúc Bề Nam mua nước đi ra, Khưu Dịch đã chặn một chiếc taxi. Cậu đưa Nhi Bảo về trước đi. Khưu Dịch nhìn Khưu Ngàn đang cầm chai nước tua ngực, chờ cả buổi mới có một chiếc xe trống. Vậy không trưởng nghĩa lắm, chuyện mất mặt thế này có thêm bạn vẫn đỡ hơn. Bề Nam cười, đi cả đoạn đường tới đây cậu thấy cũng bình thường, dù sao cũng chưa có ai nhận ra cậu. Thế tùy cậu, Khưu Dịch đưa tay tiếp tục đón xe. Hai người đứng ở ven đường xuôi tay nửa ngày, ngay cả tài xế cũng mất kiên nhẫn. Chú, Bề Nam kéo cửa kính xuống, chú cứ mở đồng hồ tính tiền đi, tới nơi cháu trả thêm tiền. Nói xong cậu xoay người lại, thấy một chiếc Land Rover từ ven đường sẽ tới gần. Cậu ngẩn ra vội liếc nhìn biển số xe, một chuỗi số 8 đập vào mắt. Ủa, đây là xe của bố tao mà. Bề Nam kêu một tiếng, đang định nói trời giúp tao mà bố tao cũng đột nhiên thấy người ngồi ở buồng lái không phải là bố. Khưu Dịch nhìn lướt qua trong xe, người ngồi cạnh tài xế đã kéo cửa kính xuống, thỏ đầu ra tươi cười vẫy tay với cậu. Khưu Dịch cũng sửng sốt. Biến hình ngữ. Khưu Dịch sai lại ở đây. Không đợi xe dừng hẳn, Biến hình ngữ đã mở cửa xe nhảy xuống, nhìn chằm chằm Khưu Dịch từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Anh đang đi bơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, phát hiện Biên Nam đã đi ra chỗ khác. Anh đang đón xe hả? Em đưa anh hai em đang lái xe nè. Biến hình ngữ mỉm cười, rồi lại nhìn ra sau Khưu Dịch. Em trai anh đó hả? Dễ thương quá đi. Không cần đâu.
Đối với tình cảnh bên Nam và bên Hình Ngữ gặp nhau nhưng lại xem như không thấy nhau, dù dịch cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không em đưa Bin. Ê ra, không có gì đâu, dù sao cũng vào thành phố cả mà, đứng giữa đường thế này nổi bật quá. Bên Hình Ngữ kéo cánh tay của Khưu Dịch, đoàn vẫy vẫy tay với Khưu Ngàn. Bé à, chỉ đưa bé với anh hai về nhà nha. Bên Nam, Khưu Dịch xoay người đi tới cạnh bên Nam. Cậu, mày lên xe kia đi, ở đây không dễ đón xe. Bên Nam bỏ xe vào cốp xe của taxi, cả người trần truồng đứng trên đường đừng nói nhiều. Khưu Dịch không muốn lên xe của Bên Hình Ngữ, nhưng xem ý của Bên Hình Ngữ coi bồ không định đưa Bên Nam về. Nếu mình không lên xe chắc cục diện này bế tắc luôn. Khưu Dịch suy nghĩ một chút. Cậu dẫn Nhi Bảo đi theo. Ừ, Bên Nam đáp lời mở cửa xe. Nhi Bảo, lên xe. Anh hai em đâu? Khưu Ngàn nhảy lên xe. Anh hai em đi chiếc xe ngựa kia, chúng ta không cần đón thêm chiếc nữa. Bên Nam cũng lên xe rồi sờ đầu nhóc. Ồ, đối với việc anh hai muốn đi xe ngựa, Khưu Ngàn không có cảm giác gì. Nhóc vừa lên xe để nằm lên đùi của Bên Nam, coi bộ mệt lắm rồi. Sau khi taxi lái đi, Khưu Dịch mới xoay người lên xe, ngồi ở ghế sau. Bên Hình Ngữ mở cửa ghế phó lái, ngẫm nghĩ một lát rồi đóng lại, chạy xuống ghế sau. Đây là anh hai em, Bên Hảo. Bên Hình Ngữ cười nói lại vỗ vai Bên Hảo. Anh hai, đây là người em mà từng kể với anh nè. Thầy dạy thêm cho Đình Đình, Khưu Dịch. Bên Hảo quay đầu lại gật đầu với Khưu Dịch. Cứ nghe em gái tôi nói về cậu, hôm nay cuối cùng đã có dịp gặp. Khưu Dịch cũng cười không nói gì. Lần gặp mặt hôm nay chắc để lại ấn tượng sâu sắc lắm đây. Sau khi hỏi địa chỉ nhà Khưu Dịch, Bên Hảo khởi động xe. Khưu Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng dấp của Bên Hảo coi như thuận mắt, nhưng mà không giống Bên Nam, có phần cứng cáp hơn. Tuy rằng Bên Nam da đen, nhưng mỗi khi mặt mũi không nhăn nhó cau có, đường cong trong ngũ quan tương đối nhu hòa, có lẽ giống mẹ nhiều hơn. Anh đi bơi hả? Bên Hình Ngữ ngồi kế bên hỏi. Ừ, dẫn em trai đi bơi. Khưu Dịch cũng gật đầu. Em nghe nói chân anh bị thương đã ổn chưa? Bên Hình Ngữ quấn quấn lọn tóc, nhìn chân của Khưu Dịch. Em gọi cho anh mấy cuộc điện thoại mà anh không thông số, anh đổi số rồi hả? Ổn rồi, không đổi. Khưu Dịch cũng trả lời đơn giản. Vậy sao em gọi không thông? Bên Hình Ngữ lấy di động ra cúi đầu bấm bấm. Chẳng lẽ sai số, trước đây vẫn gọi được mà. Không khởi động máy, Khưu Dịch nói. Lúc nhìn đường phía trước thì bắt gặp Bên Hạo đang nhìn chằm chọc qua kính chiếu hậu. Khưu Dịch cũng không lảng tránh ánh mắt của Bên Hảo. Bên Hảo lại nhìn Khưu Dịch chừng vài giây rồi mới rời mắt nhìn đường phía trước. Bên Hình Ngữ im lặng một hồi, vừa cười vừa lúng túng nói. Bên Nam, gọi ống lên xe ông cũng không. Phía trước quẹo trái hay đi thẳng? Bên Hảo cắt lời Bên Hình Ngữ. Quẹo trái, Khưu Dịch đáp. Anh lái theo hướng dẫn đi còn hỏi nữa. Bên Hình Ngữ cũng nhíu mày. Bên Hảo không trả lời, im lặng tiếp tục lái xe. Mặc dù không nói được lời nào tốt về Bên Nam, nhưng ở phương diện khác Bên Hình Ngữ khá ngây thơ. Nhỏ đại khái chỉ muốn giải thích với Khưu Dịch tại sao không gọi Bên Nam lên xe. Nhưng Bên Hảo thì khác, rõ ràng không muốn Bên Hình Ngữ kể chuyện gia đình phức tạp của mình cho người ngoài nghe. Vậy nên Khưu Dịch nhanh chóng đổi đề tài. Em cũng đi ra ngoài chơi hả? Ừ, em theo anh hai đi hái quả cherry. Bên Hình Ngữ vui vẻ cầm một túi lên. Vừa lúc anh lấy một chút về ăn cho em trai anh luôn đi. Không cần đâu, Khưu Dịch cũng cười. Nè, anh đừng khách sáo vậy chứ. Bên Hình Ngữ lấy một cái túi khác, bỏ không ít cherry vào trong đó. Bọn em chỉ đi chơi là chính, hái nhiều như vậy cũng ăn không hết. Khưu Dịch không cần nhìn kính chiếu hậu cũng có thể cảm giác được Bên Hảo đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy cũng chẳng từ chối nữa. Cảm ơn. Chừng nào anh có thời gian mình đi hái cherry nha, nho cũng chín rồi đi hái nho cũng được. Bên Hình Ngữ nhìn Khưu Dịch đề nghị. Anh không có thời gian, Khưu Dịch lại cười. Ừ, đúng rồi, anh vừa phải làm thuê vừa phải dạy thêm nữa, đúng là không có thời gian nhỉ. Bên Hình Ngữ thở dài, chân anh ổn rồi, anh có dạy thêm cho Đình Đình nữa không? Có, Khưu Dịch bị Bên Hảo liếc đến khó chịu, nhìn không được chỉ vì về trước. Nhìn đường kìa. Khưu Dịch không để Bên Hảo chạy xe tới đầu hẻm,
chỉ bảo Viên Hào dừng xe trên đường. Biển Hình Ngữ vẫn muốn đưa Khưu Dịch tới tận cửa, có lẽ là muốn biết Khưu Dịch ở đâu. Anh đi về như vậy hả? Còn xa không? Biển Hình Ngữ hỏi. Không xa, không xa đâu. Khưu Dịch mở cửa xuống xe, ra sau lấy cốp lấy xe đạp của mình. Biển Hình Ngữ cũng xuống theo. Đưa anh tới cửa cũng không. Hình Ngữ, lên xe. Em cố tốt bụng làm gì? Biển Hào ở trên xe nói. Đã có chuyện ép tiến người. Cảm ơn nhiều. Khưu Dịch nhảy lên xe gật đầu với Biển Hào rồi đạp xe đi mất. Khi cậu về tới nhà, Biển Nam đã tới trước, mượn bộ đồ của cậu để thay. Nhi Bảo ngủ rồi. Thấy Khưu Dịch vào phòng, Biển Nam nhỏ giọng nói. Tao mượn bộ đồ của mày, còn lấy một cái quần lót mới của mày nữa. Ừ. Khưu Dịch cởi quần bơi, mặc quần thể thao vào. Mày không mặc quần lót hả? Biển Nam ngớ ra. Bịt nguyên một đường rồi, vậy mới thoải mái. Khưu Dịch cũng cười, lát nữa ăn không? Chắc không được, tao thấy Nhị Bảo phải sáng mai mới tỉnh. Vừa nãy bố mày còn nói đã ăn sủi cảo rồi, bà cụ nhà kế bên đem qua. Biển Nam vuốt vuốt tóc. Mày tùy tiện nấu gì ăn đi, tao về trường đây. Ăn cherry không? Khưu Dịch chỉ cái túi trên bàn. Hai người bọn họ đi hái cherry hả? Biển Nam mở túi ra xem thử. Không ăn, tao đi đây. Cuối tuần mày về trường hả? Ừ, cuối tuần gặp. Khưu Dịch nói. Biển Nam buồn cười. Trên đường gặp nhau có chào không? Tôi gọi cậu một tiếng đại hồ tử. Khưu Dịch tựa vào khung cửa cười nói. Cậu dám đáp lại không? Má. Biển Nam nhe răng cười. Tao mày gọi mày một tiếng là Khưu Đại Bảo, mày dám đáp lại không? Sau khi Biển Nam về, Khưu Dịch lấy thuốc cho bố uống. Cậu vốn định nấu đại món gì nhưng uống xong ba ly nước thấy không ăn nổi nữa, vì vậy về phòng nằm chết dí trên giường. Khưu Ngàn nằm cạnh ngủ say sưa. Biển Nam cũng chưa tìm đồ lót thay cho nhóc, cứ để nhóc trần truồng đắp chiếc chăn lông nhỏ. Khưu Dịch phố mông nhóc một cái mà nhóc cũng không tỉnh, tiếp tục ngáy khò khè. Ngủ đi. Khưu Dịch khẽ gối đầu tựa vào đầu giường. Lâu lắm rồi cậu không có thoải mái đặt chân trên giường như thế, cảm giác thật dễ chịu. Tựa trong chốc lát, Khưu Dịch lấy di động của Biển Nam ra, nhét thẻ SIM của mình vào. Sau khi mở máy, thông báo đua nhau hiện lên. Khưu Dịch tùy ý nhìn lướt qua, đa số toàn là Biển Hình Ngữ, ngoài ra còn có mấy người bạn cùng lớp. Điện thoại của Biển Nam còn rất mới, chắc là chưa dùng được mấy tháng. Ứng dụng trong di động cũng rất ít, chỉ cấy mấy trò chơi giết thời gian như xếp gạch, tìm hình giống nhau, nhà cũng lưu khá nhiều. Thấy di động chỉ còn một nửa lượng pin, Khưu Dịch mới nhớ chưa lấy ổ sạc pin, vì vậy gửi cho Biển Nam một tin nhắn, gọi cậu một tiếng đại hồ tử, cậu dám đưa đồ sạc pin cho tôi không? Gửi xong tin nhắn, đang định đặt di động qua một bên, thì tay đụng trúng màn hình, máy ảnh mở ra. Khưu Dịch đưa điện thoại về phía Khưu Ngạn đang há nửa miệng chụp tấm hình, sau đó tiện tay lật album ảnh trong di động. Ảnh chụp trong di động của Biển Nam không nhiều lắm, hình của bản phi vẫn chiếm đa số, chủ yếu toàn các tướng ngủ hài ước hoặc ngã chỏng trơ khi huấn luyện. Lật ra sau một hồi, ngón tay Khưu Dịch dừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn ảnh chụp, sau đó nở nụ cười. Ảnh này có lẽ là nằm chụp, chụp từ bụng dưới trở xuống, nhìn màu da có thể nhận ra là Biển Nam. Qua tấm này có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của Biển Nam, nhưng mà càng hấp dẫn người chính là đồ nót nhô lên lộ lộ. Còn có sở thích này nữa cơ. Khưu Dịch mỉm cười hồi lâu, gửi hình cho Biển Nam chèm thêm một câu. Quần lót ngầu đấy.